Báo Dân Chí đưa tin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 6 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Trà Mi tức là bão số 6, cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng 170 km, sức gió mạnh nhất cấp 11 từ 103 tới 117 km h giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 tới 25 km h theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong vòng 24 giờ tới, bão Chami di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, hướng vào vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, rồi sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 10 tâm bão ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, cường độ bão mạnh cấp 9 giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, hướng ra biển và cường độ tiếp tục suy yếu. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 10, tâm bão trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, từ 89 tới 117 km h giật cấp 14, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 tới 9 m, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 26 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm Côn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3 tới 5 m vùng gần tâm bão sóng cao 5 tới 7 m biển động dữ dội. Từ sáng ngày 27 tháng 10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng là xuất hiện nước dâng do bão cao 0,4 tới 0,6 m Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền, từ sáng ngày 27 tháng 10, ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm ngày 26 tháng 10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến là 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến là 100-200mm, có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến bão Trà mi còn rất phức tạp, và có thể thay đổi. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 Trà Mi ở vào khoảng 17,2 độ vị Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km h giờ, giờ cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 km h Dự báo trong 24 giờ tới, Bão số 6 di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 đến 15 km một giờ Đến 19 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 116,9 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, sức cấp 12. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 10 Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc, 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 210 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn, báo số 6 chịu sự chi phối của hai hình thế khác là không khí lạnh và một cơn bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines. Sau ngày 26 tháng 10, báo số 6 có khả năng di chuyển chậm lại giảm cấp và đổi hướng, khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp, ông Hưởng nhận định. Dự báo trong 72 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vị bắc, 111 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 200 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giờ cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Đông Nam, cường độ có xu hướng suy yếu dần. Về tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km h giờ, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 m, biển động rất mạnh tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc gió mạnh sóng lớn Báo điện tử VOV đưa tin tại cuộc họp ứng phó với bão Chami, được cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trong sáng ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều ngày 24 tháng 10, bão Chami đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ, hiện nay ngoài khơi phía đông của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo trong vòng 24 tới 48 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đông bắc của đảo Luzon, khiến bão số 6 chịu tương tác của bão đôi và suy yếu đi. Hoàn lưu bão số 6 tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía tây nên bắc và giữa biển đông sẽ chịu tác động của gió mạnh. Với hướng di chuyển của bão như dự báo hiện tại, khoảng chiều ngày 26 tháng 10, ở vùng biển Trung Bộ có thể có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Sau khi bão tiến gần, gió tăng lên cấp 8, cấp 9, khu vực đảo Lý Sơn cũng có gió mạnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định, theo tính toán sơ bộ, với hoàn lưu mây lệch về phía Tây, khả năng tối và đêm ngày 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, bão Trà mi gây mưa lớn ở Trung Bộ, từ Hà Tĩnh trở vào Bình Định, Phú Yên, vùng mưa lớn tập trung ở Quảng Trị cho đến Quảng Nam, Con Tum và Gia Lai. Lượng mưa ở khu vực này có thể lên tới 200-300mm, không loại trừ khả năng có những khu vực có mưa với cường suất lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 6, từ hôm nay vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, từ 89 tới 133 km h giật cấp 15, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m, biển động dữ dội tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 10, đã có 67.212 phương tiện với 307.822 người biết diễn biến hướng đi của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến của bão số 6, quân đội đã huy động 285.480 người, trong đó bộ đội là 86.019 người, dân quân tự vệ là 199.461 12.503 phương tiện quân sự các loại sẵn sàng ứng phó với cơn bão này. Cụ thể, quân khu 3 huy động 51.075 người, 582 ô tô, tàu xuồng, xe đặc trùng. Quân khu 4 huy động 135.781 người, 1.195 ô tô, tàu xuồng, xe đặc trùng. Quân khu 5 huy động 55.163 người, 1.660 ô tô, tàu xuồng và 3 máy bay. Quân chủng phòng không không quân huy động 4.600 người, 206 phương tiện và 8 máy bay. Binh đoàn 18 huy động 30 người, 2 máy bay trực thăng, 4 ô tô. Để ứng phó với bão số 6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão gần biển Đông. Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm gửi các quốc gia vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân tránh trú. Các bộ quốc phòng, giao thông vận tải, công an đã có công điện về việc ứng phó với bão.